Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay Cường và bạn Minh, hôm nay có bạn Minh hỗ trợ mình khám phá chiếc hang mà hôm trước mình và em Duy đi tìm mất hơn 2 tiếng đồng hồ để tìm thấy chiếc hang này các bạn ạ. Đây. Đây là cái cửa hang. Các bạn, đây là cái cửa hang, nó khá là nhỏ và mình có sử dụng dây rừng. Đây bạn mình cũng đang lấy thêm một ít dây rừng nữa. Có một cuộn dây to nữa. Bạn đấy chắc là cho vào trong rồi. Ok, bọn mình sẽ bắt đầu khám phá cái hang này các bạn ạ. Các bạn hãy cùng đồng hành cùng với mình nhé. Chiếc hang này nó là khá nguy hiểm nên là mình và bạn Minh đang rất phải an toàn mới dám đi vào. Phải kiểm tra chắc chắn trước. Cái hang này nó hơi dốc xuống một tí các bạn ạ. Nên mình buộc một cái dây vào đây để mình có thể xuống, mình có cái điểm bám mình đi xuống. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân bọn mình đi xuống xem, khám phá xem ở bên trong này nó như thế nào nhá. Chúng ta đi thôi. Bạn mình đã vào được qua cái cửa hang. Cái cửa hang đúng đủ người chui lọt các bạn ạ. Nên là rất là khó. Khó khăn khi đi vào. Bây giờ đến lượt mình. Thời cấp 3 các bạn được học quốc phòng an ninh. Bỏ trường khi cầm súng đấy các bạn. Đấy, vào hang ở đây vào hang là mình thấy là nó rộng rồi. Có cái cửa hang nó rất là nhỏ thôi. Nhưng mà vào đến đây là mình thấy khá là rộng. Và cái khe hang này nó cao. Có những cái thạch nhũ. Các bạn nhìn thấy này. Đây những cái nhũ này nhìn rất là đẹp này. Đúng rồi. Nhũ rất là đẹp. Có lẽ là chưa có ai đi vào đây đâu. Mình đang quan sát xem là ở cái phía cổng nào này là nó có cái dấu hiệu gì của sự sống không các bạn ạ. Đây, có cái kiểu nước nó giọt. Nước nó cái này giọt. cái này nước nó nhỏ giọt xuống này nhìn đẹp không các bạn? Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới. Tiếp tục đi. Cái dây to hơn. Bạn phải đem thêm dây đi. Nói ra là mình phải mang con dao đi. Ừ. Có những cái hố nhỏ này. Ok, đi tiếp tục đi xuống này. Rất là nhiều cái vỏ ốc rừng. Cái này chắc là có độ ẩm nó mới trôi xuống đây đúng không? Ừ. Tôi nghĩ là nó bị gì, có khi nó rơi từ trên xuống. Rơi từ trên khe. Mới to nó bị rơi. Ừ. Nước lũ nó không lên được. À đây cũng có cái cửa này, nhưng mà cái cửa này sẽ khó hơn khi xuống chỗ mình. Trên này nó thông từ trên này xuống à? Nó thông. Cái này thì chưa sợ bị ngạt. Ừ, nó phải xuống sâu nữa thì mới sợ. Wow. Đi cẩn thận nhé. Đưa cái dây to đi. Từ từ, nó đang bị mất luôn rồi. Tôi thấy hình như là nó cũng khó xuống đấy. Không khó đâu. Tôi chỉ sợ khu dưới thôi, mà khu này thì xuống được. Ở đây có gió lộng. À, đây, cái cửa to đây cơ mà. Trên này có cái cửa. Trên này cửa to luôn. Thì tôi bảo không sợ bị ngạt chỗ này mà. Bảo sao? Thế mình lại chui vào cái cửa bé, nhưng mà chui cửa bé an toàn hơn. Đi xuống nó dễ hơn rất là nhiều cái cửa to này. Đây các bạn ơi, cái không quay được trên cao này, quay nhìn thấy không? Có nhìn thấy, nó có đủ độ sáng. Cái cửa hang to ở trên này các bạn ạ, nhưng mà mình không thể xuống được như đây được, thì bắt buộc mình phải đi cái ngách cửa nhỏ ở trên này, cái ngách cửa vào các bạn.
có cái gì đây? À. Cái hang. Cứ quay xong là về cái này để ông phải là về là biên tập thuyết trình và lồng tiếng ở nhà. Ừ. Thì nó mới hay được. Mình về phải đọc thêm mẹ ít ít ấy nữa. Đi vào đây là mình mà chú ý giáo lý điều gì. Vào đây mình cứ mà chú ý an toàn. Ừ. Giáo lý điều gì. Chỗ này là đi xuống là hơi ấy đấy. Dốc. Nó là cái khe ngách. Đây, nó là khe. Nó vẫn cụt vẫn rồi, thường ạ. Hả? Cụt à? Sâu à? Không, ý là không sâu nhưng mà nó chỉ đến đây. Nó không còn rộng nữa. Đây. Đây tôi soi đèn, ra kia ông quay thấy không? Các bạn ơi, cái hang này bạn Minh bảo là cụt, bị cụt. Hiện tại là mình và bạn Minh xuống được chắc là tầm 15-20 mét thôi. Nhưng mà thấy là cái... Cái hang phải nói là bọn mình tìm kiếm đến đây là nó không phải dễ dàng, nhưng mà ai dè là một sự không hoàn thiện, không hoàn mỹ. Thì thiên nhiên đã tạo ra được những cái khe nứt này, nhưng mà lại không tạo cho mình được những cái lối đi dài hơn và sâu hơn. Bạn Minh và tôi đã mất công xuống được tầm 20 mét. Nhưng thật sự vào đến đây, tôi và bạn Minh thấy rằng là không được như sự mong đợi của mình. Mình cũng hơi thất vọng một chút các bạn ạ. Tại vì mình nghĩ là trong này cái hang này nó rất là rộng cơ. Nhưng mà không sao, tại vì dù sao thì trong này cái mình cũng được chiêm ngưỡng cái thạch nhũ rất là đẹp. Ở tận khu sâu tận bên trong này thì vẫn có nhiều cái vỏ ốc các bạn ạ. Rất là nhiều cái vỏ ốc rừng. Con này không biết, vỏ ốc này không biết có ăn được không nhỉ? Ông này nếu mà sống thì vẫn mong được đấy. Ở tận trên đỉnh núi cao mà vẫn có ốc. Đây mình một chân mình đã đứng ở sát cái bờ vực này rồi. Đấy, cái chỗ này nó có sâu xuống dưới khoảng gần 10 mét. Nhưng mà ở phía dưới này là mình cũng không thấy có gì đâu. Không thấy có gì nhiều. Cái gành đá soi cho các bạn xem cái. Đây nó có những cái đường chỉ này. Đường chỉ quặng. Có lẽ mình nghĩ là quặng thiếc. Có thể ngày xưa người ta đến đây để khai thác đấy các bạn. Làm sao để buộc dây để tôi xuống dưới kia này. Xuống được mà. Bạn mình đã kiếm được cái chỗ buộc cái dây. Đây các bạn. Kiểm tra lại cái hòn đá này xem nào. Công nhận là trên này rất nhiều ốc núi nhỉ. Mà cái xác nó trôi vào đây. Ok, như vậy là mình đã cột cái sợi dây vào cái hòn đá này rồi. Chỗ này nó kẹp vào rất là vững chắc đấy. Không phải đâu, thoải mái đấy. Ok không? Ok, bây giờ mình sẽ xuống trước nha các bạn nha. Chú ý an toàn nhé. Phải vững chân đấy. Để tôi xoay đèn cho. Ông đứng ở đấy đừng di chuyển nha. Ok. Sợ nó đá nó ấy. Đây các bạn. Độ cao thì nó rơi vào tầm gần 5-6 mét. Các bạn có nghe thấy cái tiếng mình gõ vào cái phiến đá không các bạn? Này. Nó giống như kiểu là một cái đàn đấy các bạn. Mình gõ thử cho các bạn nghe thôi. Đó. Các bạn nghe thấy không? Tuyệt vời đấy. Cái phiến đá nó tạo ra các cái âm thanh khác nhau.
Mình xuống mình cố gắng cái lấy cái chân làm cái điểm tì vào đá, cái dây này mình chỉ gọi là ấy thôi, đừng có dùng hết sức mà níu cái dây các bạn. Ok. Tại là tớ và bạn mình đã xuống được đến đây rồi các bạn. Đây, bạn mình đã xuống trước, mình xuống sau. Thì bây giờ mình đang khám phá nốt cái khu vực này. Xong rồi, ở đây những cái khe nước nó tạo thành những cái rãnh, nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Trong này khô không có những con gì sống gì. Ở đây thì có rất nhiều con ốc núi. Ốc núi dưới này nhiều lắm. Ốc núi, ừ. Đang vón rồi. Ốc núi. Cái này chắc là bị trôi nước này, trôi nước xuống này. Chứ thực ra làm gì nó lại ấy xuống đây được đúng không? Cái này chắc là trôi theo nước xuống. Wow, Thành Nhũ. Đây, cái mà chúng mình muốn đưa các bạn để thấy được những cái vẻ đẹp hoang sơ này các bạn ạ. Mình sẽ không trực tiếp soi vào thì nó sẽ tạo nên cái óng ánh nhiều hơn. Đấy các bạn nhìn kỹ không ạ? Cái mức độ óng ánh của cái Thành Nhũ này quá tuyệt vời luôn. Mẹ của thiên nhiên tạo ra các bạn ạ. Wow, tuyệt vời. Thật sự là một tuyệt tác. Một tuyệt tác. Không phải nói là không uổng phí lắm cái công sức mà mình và bạn Minh bỏ ra. Nó khá là đẹp. Bên trong này thì cụt rồi các bạn ạ. Trong này không có gì đâu. Đây, những cái gành đá này. Những cái mảng nó cắt này là chắc là có trước họ đến đây có cái quặng này, đến chắc là khai thác vàng. Đây này, cái này là quặng à, cái này. Quặng này này. Quặng đá. Không, cái này là quặng ấy. Quặng sắt. Ừ, quặng sắt. Đen này, đen này. Mình đi vào trong này cụt luôn rồi các bạn ơi. Không đi được nữa rồi. Đây có một cái hố xuống này. Wow. Cái này chắc bị sập. Cái này à hết rồi. Không có chỗ nữa rồi. Vào đây. Ok. Nghỉ ngơi. Đúng. Đánh phết. Đánh rồi. Hơi thất vọng một chút vì bọn mình nghĩ là cái hang này nó rộng mà nó đi sâu vào trong cơ. Đúng rồi, đúng, mình cũng đang nghĩ giống bạn. Mình nghĩ rằng là nó sẽ sâu hẳn vào trong nhưng mà đây thì nó lại chỉ có cùn ngắn. Cái độ sâu đi từ chỗ cửa hang mà mình chui vào đến đây thì nó rơi vào tầm 40 mét. Đấy. Mình đang trèo lên xem ở trên này có gì không. Trên này chẳng có gì đâu. Nó thùng hụt xuống dưới luôn. Hả? Cho ông đưa máy tôi quay cho một đoạn này. Ok. Bạn mình đang hỗ trợ mình ở cái khu vực đằng trên. Cho thuận tiện thì mình sẽ đưa máy quay camera cho bạn đấy.
bạn thân mến, mình đã leo lên từ dưới đỉnh, mình đã leo đi lên đây khoảng 10 mét và đã chạm gần tới cái đoạn trên nóc trần của cái đoạn cuối của cái hang này. Thì ngay phía bên trên cái gành đá này mình đi lên thì các bạn thấy không? Ở đây nó có một cái phôi này các bạn xem. Đây, óng ánh đẹp chưa? Cái này là do cái nước nó nhỏ giọt từ trên xuống và nó hình thành nên cái phôi này các bạn ạ. Ở đây còn một cái phiến đá này to nữa này. Đó. Xin lỗi các bạn một chút là tại vì bọn mình không chuẩn bị được cái ánh sáng nó tốt lắm. Đó. Đây có cái phiến này to. Mình sẽ gõ thử và cho các bạn nghe tiếng nhá. Đó, đánh cho các bạn. Đây. Rất là đanh. Còn đây nữa này, cái nước nó nhỏ giọt xuống nó hình thành nên này các bạn này, nhìn giống như kiểu là cái nanh của con hổ ấy các bạn. Đây, cái ngắn cái dài, nhìn khác gì cái nanh của con hổ không? Mình thử đo xem các bạn nhé. Một gang tay này, hai gang, đó, cái này là dài nhất này. Mình cũng nhìn thấy nó đẹp muốn mang về một cái nhưng mà mình sẽ không lấy, giữ lại cái vẻ đẹp của nó. Đây, đến đây là chạm đến cái đỉnh nóc của trần của cái hang này. Đây là đoạn cuối của cái hang và là đỉnh nóc của cái hang các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi quay xuống. Quay xuống và chắc là cũng đi ra ngoài, đi dần ra ngoài. Đây đây mới gọi là leo leo rừng mạo hiểm các bạn ạ, không dây an toàn để đi lên. Ok, chúng ta đi đi ra ngoài dần không. Đây, đây là cầm đèn soi cho mọi người xem. Xin phép mọi người nhá, mình và bạn Minh đã khám phá hết cái hang động này rồi. Bây giờ thì mình và bạn đấy sẽ đi lên và sẽ tạm biệt các bạn. Mong rằng sẽ có những cái hang động mới mà mình sẽ tìm kiếm để giới thiệu cho các bạn biết. Và nó còn khá là nhiều. Ở đây nó có hang hốc này. Những cái nẹp, gọi là nẹp quặng, nẹp quặng ngày trước. Bây giờ phải bạn mình như phải. Đứng đứng đùi lên nhé. Ok. Đó, nó sôi quá. Bạn mình đang trèo lên các bạn ạ. Lại đi ra thôi, nhưng mà cái khu vực này khá nguy hiểm. Vừa nãy mình xuống, mình phải loay hoay mãi mới xuống được. Nó không đơn giản như các bạn nghĩ. Cái này lấy tay vào gõ thì nó đanh hơn rồi. Bạn mình đang sử dụng làm một bản nhạc. Chỗ cái tay mình gõ đanh hơn. Mà một tay phải bám thì không gõ được. Nghe cái chút tiếng nó lại đánh rồi đấy, nhất là cái phiến này này. Nó cái độ vang là do cái sâu, cái lòng sâu của nó. Đúng rồi, và nó ở giữa này mới đúng. Ok, đi lên thôi. Wow. Mình đang cố gắng dùng cái lực của mình để bám vào những cái phiến đá này chứ không bám vào cái dây các bạn. Không, lùi ra một tí nha. Ok. Nó sợ nó xô xuống, đá nó xô xuống. Đi xuống thì dễ mà đi lên thì hơi khó. Lên nó khó. Tại vì do cái hòn đá ở trên nó chồm ra các bạn ạ. Cái hòn đá to kia nó chồm ra nên là khi mình quay lưng các thứ là rất là khó. Mà đến lúc bám thì cũng khó xuống lắm.
Cái nền nó phải cao hơn 5 mét đấy. Nhìn thế thôi. Bạn mình đang cố gắng bám lên. Vâng ạ. Cái này nó là có người ở trên hộ nha. Ừ. Cái người trên hộ kéo nhìn thấy đây. Thế là Ok. Được rồi, trên này tí bạn hộ mình kéo lên nó đã sẽ dễ hơn. lên đến nơi. Giờ đến lượt mình đi lên. Ở đây có một cái hang hốc này các bạn. Cái hốc này thì nó đâm sâu xuống nhưng mà cái độ khe của nó khá hẹp. Mình không dám liều mạng xuống đấy. Giờ làm sao để tôi leo lên xong rồi tôi đưa máy quay cho ông ạ. Tôi men lên à. Vẫn chưa đến đúng không? Đây. Chưa tới à? Chưa tới, chưa tới. Từ từ nha. Tôi sẽ tựa tựa để tôi bước cố gắng bước lên thêm một hai bước nữa. Các bạn nên sử dụng hai chân làm cái bàn lực, một chân dẫm đằng trước và chân kia. Tay các bạn phải kiềm cái máu này. Tới này. Xem nào. Có đặt máy không? Đặt máy không? Từ từ, chắc đặt máy được đấy. Từ từ nha. Cứ đứng đây nghỉ mệt đi đã. Mẹ lên chỗ này mệt phết đấy. Dây này thì có độ chắc chắn chứ không là ai sợ cái chỗ này. Ok chưa? Từ từ tôi đặt máy đã. À, mình và bạn mình đã lại lên đến trên này rồi các bạn. Bây giờ mình và bạn đấy sẽ tiếp tục ra đến khu vực cửa hàng. Bọn mình đang đi ra ngoài cửa hang. Ở đây trong này vẫn Ồ, có, sinh sợi đây sinh là vật sống. sự sống duy nhất mà từ lúc nãy bọn mình đi vào mình thấy các bạn ạ. Một con dế mèn, nhưng mà nhìn nó có giống con dế không các bạn? Cái chân nó dài không? Ở trong này nó khả năng nó thành tinh rồi, chắc là nó cũng sắp biết nói rồi đấy. Ok, chúng ta đi lên nào. Khá trượt, khá là trơn trượt các bạn ạ. Phải nói là mình và bọn mình vào đến đây là một sự đánh đổi mạng sống. Vì mình và bạn đấy chưa biết về cái hang này bao giờ. Chỉ là mình được nghe tin thôi. Dân người ta cũng chưa vào đây bao giờ cả các bạn ạ. Nên là mình và bạn đấy thách thức. Đây là lần đầu tiên bọn mình đi vào. Thách thức và bọn mình đi vào khám phá, thách thức khám phá cái con hang động này, cái hang động này các bạn ạ. Nó khá là nguy hiểm. Một Cũng mình thì không dám đi. Mình đã rủ được bạn mình đi. rất là may mắn tại vì bọn mình đi vào đây cũng không chuẩn bị gì gọi là những cái dụng cụ an toàn nhiều, nhưng mà cũng may mắn là không xảy ra vấn đề gì. Trước mặt mình đây là cái cửa hang rồi các bạn. Còn vài mét nữa là bọn mình đã đi ra đến phía bên ngoài rồi. Bây giờ bọn mình sẽ chui ra và đi về thôi, cũng mệt đấy nhờ. Cường Cường có thấy mệt không? Tôi thấy khá là mệt. Tại vì trước khi vào hang là chúng mình đã phải leo một cái đồi cam rồi. Nên là
sau khi vào hang động là mình cảm thấy chỗ này chỗ này bọn mình phải bò ra các bạn ạ. Đây mình thử đóng các bạn xem nhá. Một găng tay này, hai găng tay này, đó, chưa đầy ba găng tay là đã chạm đến cái chân này rồi các bạn. Đây, à, mình bây giờ mình phải bò ra. Wow. Các bạn thân mến, phía bên ngoài này là một cái vườn cam các bạn ạ. Trời ơi, đây rồi, ra ngoài dễ thở quá. Bạn Cường đang ra ngoài gió mưa lạnh hơn. Bạn Cường đang di chuyển từ phía trong ra đây các bạn. Wow. Vị trí của cái cửa hang này thì nó nằm ở tận trên cái đỉnh núi luôn các bạn. Như vậy là vừa rồi bọn mình đã dẫn các bạn đi khám phá một cái hang đá bỏ hoang rất là lâu năm. Nói chung là cái hành trình khám phá này thì cũng thành công, không có vấn đề gì xảy ra. Cảm ơn tất cả các bạn khán giả của Nhịp Sống Đông Bắc đã theo dõi cái video này của bạn Cường. Hãy để lại một bình luận và một subscribe để ủng hộ kênh cho bọn mình tiếp tục phát triển các bạn nhé. Tạm biệt mọi người. Ok, tạm biệt tất cả mọi người.